Các em thân mến, ở những năm 80 của thế kỷ 20, nền văn học Việt Nam đã có một sự chuyển mình mạnh mẽ. Đó là bước chuyển từ nền văn học cách mạng với khuynh hướng sự thi và cảm hứng lãng mạn sang nền văn học đổi mới với tinh thần dân chủ, tôn trọng sự thật. Nếu sứ mệnh của nền văn học cách mạng là bám sát hiện thực đời sống kháng chiến, ca ngợi lý tưởng cách mạng, ca ngợi vẻ đẹp của con người Việt Nam trong kháng chiến để đóng góp trực tiếp vào thắng lợi của hai cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc ta, thì ở nền văn học thời kỳ đổi mới, các tác giả đã bám sát hiện thực đời sống, đối mặt trực diện với những vấn đề mới nảy sinh trong xã hội hiện đại để thức tỉnh nhân tâm thời đại và hướng con người đến một lẽ sống tốt đẹp vì một xã hội văn minh và tiến bộ. Trong dòng chảy ấy, văn học thời đổi mới đã ghi nhận được sự đóng góp quan trọng của rất nhiều những tác giả xuất sắc mà một số trong đó các em đã gặp trong chương trình. Đó là các tác giả như Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khải, Ma Văn Kháng, Tô Hoài. Và trong đó, tác giả Lưu Quang Vũ đã ghi dấu ấn của mình như là một gương mặt nổi bật trong sân khấu kịch những năm 80. Những tác phẩm của ông không chỉ được công chúng trong nước háo hức đón nhận mà còn được công diễn rộng rãi trên sân khấu quốc tế và được bạn bè thế giới đánh giá cao. Vậy điều gì đã làm nên sức hấp dẫn như thế trong tác phẩm của Lưu Quang Vũ? Để hiểu rõ hơn về sự nghiệp sáng tác cũng như tài năng của tác giả này, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu một vở kịch nổi tiếng của ông, Vở Hùng chương 3, Da Hàng Thịt, qua một đoạn trích. Cô mời các em đi vào bài học. Bài học của chúng ta cần đạt được những kiến thức sau đây. Về nội dung, các em hiểu được bi kịch không được sống là chính mình như một vấn đề quan trọng mà Lưu Quang Vũ đã khắc họa. Các em sẽ hiểu được cuộc đấu tranh quyết liệt giữa những giá trị thanh cao và sự giả dối dung tục như là một thông điệp quan trọng mà tác giả tâm đắc và gửi gắm. Từ đó, các em sẽ rút ra được những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc làm hành trang tinh thần cho riêng mình. Về nghệ thuật, chúng ta sẽ đánh giá về tài năng xây dựng những xung đột kịch dồn nén, xây dựng những nhân vật sống động với ngôn ngữ phong phú và triết lý. Để chúng ta hiểu hơn về sức hấp dẫn của thể loại kịch, ở đây là bi kịch. Và từ đó, chúng ta sẽ đánh giá được tài năng và tầm vóc của tác giả Lưu Quang Vũ. Ở bài học, trong phần A, phần tìm hiểu chung, chúng ta sẽ tìm hiểu vài nét về tác giả Lưu Quang Vũ. Ông sinh năm 1948, mất năm 1988. Sinh ở Phú Thọ, quê gốc Đà Nẵng. Ông là một nghệ sĩ đa tài, làm thơ, viết văn, vẽ tranh, sáng tác kịch. Nhưng kịch là mặt đóng góp đặc sắc nhất của tác giả Lưu Quang Vũ với những tác phẩm nổi tiếng như Lời Nói Dối Cuối Cùng, Lời Thề Thứ 9, Bệnh Sĩ, Khoảnh Khắc Và Vô Tận, Tôi Và Chúng Ta, Hoa Cúc Xanh Trên Đầm Lầy, và chúng ta không thể không nhắc đến Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt. Và những thành công của kịch Lưu Quang Vũ đã làm nên sức hấp dẫn cho những tác phẩm của ông. Đó là những thành công nào? Trước hết, kịch của Lưu Quang Vũ đã đi vào phản ánh sâu sắc những vấn đề bức thiết của đời sống hiện đại. Cũng như nhiều tác giả xuất sắc khác, Lưu Quang Vũ đặc biệt lưu tâm đến những vấn đề mới nảy sinh của đời sống khi hoàn cảnh sống đã thay đổi. Đó là mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung, sự trỗi dậy của thói hám danh vị, lợi ích, của lối sống dung tục, giả trá, của thói quan liêu, vị kỷ, và những cái phận người mong manh trong cái guồng quay bạo liệt của đời sống. Tác phẩm của Lưu Quang Vũ đã toát lên một tinh thần phê phán rất mạnh mẽ, một ý nghĩa triết lý sâu xa, ca ngợi và cổ vũ con người vươn tới một lẽ sống tốt đẹp. Tác giả luôn tin vào bản chất của con người, luôn tin vào tương lai của đất nước, của xã hội. Và Lưu Quang Vũ đã kiến tạo cho mình một nghệ thuật kịch hiện đại, bắt nhịp ngay với đời sống thường nhật, lấy chất liệu từ đời sống một cách gai góc, trần trụi, nhưng có một ý nghĩa khái quát rất cao. Bên cạnh đó, nhà văn cũng đã thiết lập được một cuộc đối thoại ráo riết với đời sống, với khán giả qua hệ thống các nhân vật kịch của mình. Mà ở đó, các nhân vật luôn bị đẩy vào một cái tình thế, đó là sự trăn trở, sự sám hối và lột xác đến quyết liệt, để từ cái quá trình đấy làm bật lên những cái ý nghĩa nhân sinh. Và như thế, Lưu Quang Vũ đã nổi bật lên như một hiện tượng đặc biệt của sân khấu kịch trường những năm 80 của thế kỷ 20 và là nhà soạn kịch tài năng nhất của nền văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Trong phần 2, chúng ta tìm hiểu vài nét về tác phẩm Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt. Ở phần 1 nhỏ, chúng ta tìm hiểu về thể loại của tác phẩm này. Đây là tác phẩm kịch và ở đây là tiểu loại bi kịch. Theo tác giả Fadiev,
xung đột là cơ sở của kịch. Nếu như những tác phẩm thơ tập trung khai thác đời sống tâm hồn, tình cảm phong phú và tinh tế của con người, những tác phẩm truyện sẽ phản ánh đời sống một cách khách quan qua một câu chuyện với một hệ thống các tình tiết, biến cố và nhân vật, thì kịch lại tập trung khai thác những xung đột, sự phát triển của xung đột và quá trình giải quyết những xung đột đó để làm toát lên những ý nghĩa, những tư tưởng mà nhà văn gửi gắm về đời sống và con người. Và sự sáng tạo nghệ thuật của các nhà văn đã phát triển những mâu thuẫn trong cuộc sống đi đến những xung đột, thúc đẩy nó đến cao trào và đòi hỏi phải được giải quyết. Để từ đó, vở kịch đã gợi mở những tư tưởng về xã hội, về nhân sinh trong tâm thức người đọc, người xem. Trong đó, bi kịch là trên tinh thần xây dựng những xung đột, thì tác phẩm đi vào khai thác những nỗi đau, sự mất mát trong cuộc đấu tranh căng thẳng với cái ác, cái xấu, để gợi lên ở khán giả những sự xót thương, sự sợ hãi để thanh lọc tình cảm, như Aristotle đã nói, hoặc như Bilinski là những tác phẩm bi kịch là để ca ngợi và biểu dương ý chí của con người. Trong phần 2 nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ra đời của tác phẩm này. Tác phẩm ra đời năm 1981 nhưng được công diễn vào năm 1984. Và tác phẩm được lấy cảm hứng từ một truyện dân gian, đó là truyện Hồn Trương Ba, Gia Hàng Thịt, với cốt truyện đơn giản và kết thúc có hậu. Các em sẽ xem bức tranh. Bức tranh đã mô phỏng lại cái tình tiết quan trọng nhất của truyện Hồn Trương Ba, Gia Hàng Thịt, theo dân gian. Câu chuyện kể về một người đàn ông tên là Trương Ba, rất giỏi chơi cờ, đã kết bạn với tiên cờ Đế Thích. Nhưng rồi ông chết đi đột ngột và Đế Thích đã hóa phép cho ông sống lại trong thân xác hàng thịt. Và hai người đàn bà đã tranh nhau người chồng. Và sự việc đã đưa đến quan, và sau khi tìm hiểu, phân giải, thì quan xử cho là Trương Ba được về nhà mình. Và câu chuyện kết thúc một cách có hậu như vậy. Như vậy, từ một câu chuyện đơn giản như thế, thì tài năng của Lưu Quang Vũ là ở chỗ ông đã đọc được trong đó một xung đột kịch. Đó là một tình thế oái âm của Trương Ba, là ông lại phải sống trong thân xác của một người khác. Để từ đó, nhà văn đã phát triển xung đột ấy lên thành cao trào, thành một mâu thuẫn dữ dội, và quá trình giải quyết mâu thuẫn đó đã hàm chứa những ý nghĩa triết lý hết sức sâu xa và gợi mở trong tâm thức người đọc những suy ngẫm rất nghiêm túc về con người, cuộc đời và xã hội. Đến với phần 3 nhỏ, chúng ta sẽ tóm tắt vở kịch. Vở kịch có 7 cảnh, nhưng ở đây cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt theo sự phát triển của xung đột kịch để chúng ta dễ hình dung. Ở phần thứ nhất, Trương Ba rất giỏi chơi cờ và ông đã kết bạn với tiên cờ Đế Thích. Nhưng vì Nam Tào Tắc Trách đã gặp nhầm tên ông nên Trương Ba chết đột ngột. Và để sửa sai thì Đế Thích và Nam Tào đã cho ông sống lại trong thân xác hàng thịt. Và đó là màn thắt nút, sự xây dựng tình huống kịch. Tiếp theo, những rắc rối bắt đầu nảy sinh. Đầu tiên là Lý Trượng Đính sách nhiễu gia đình ông. Vì tất cả những đặc điểm nhân dạng đều chứng tỏ đấy là hàng thịt mà không có một dấu hiệu cụ thể nào để cho thấy đấy là Trương Ba. Và con của Trương Ba phải đút lót cho Lý Trưởng. Nhưng rồi lại chịu đựng một cái tình cảnh oái âm là phải ở lại nhà hàng thịt vào ban ngày và chỉ được về nhà mình ban đêm. Rồi trong cái cuộc sống như thế thì Trương Ba lại mắc phải các tật xấu như hàng thịt trước đây, là thèm rượu thịt, là thích ăn ngon. Rồi tâm tính của ông cũng thay đổi. Ông trở thành một người bần tiện và cộc cằn hẳn đi. Những người thân yêu lại bắt đầu chán ghét và xa lánh ông. Và tại đó thì mâu thuẫn kịch đã phát triển đến cao trào. Trong phần cuối thì Trương Ba rất đau khổ vì tình cảnh đó. Ông trò chuyện với xác, với những người thân, với Đế Thích và quyết định từ bỏ sự sống vật chất để giữ cho tâm hồn của mình được trong sạch. Ở màn kết, hồn Trương Ba hòa vào cây cỏ đất trời và sống mãi trong tình yêu thương của mọi người. Và đó là màn mở nút, màn giải quyết xung đột kịch. Từ việc tóm tắt cốt truyện và từ đặc trưng của tác phẩm là thể loại kịch, chúng ta đi đến một định hướng là để đọc hiểu đoạn trích này, chúng ta cần tập trung phân tích khai thác những xung đột có tính bi kịch của nhân vật chính là nhân vật Trương Ba và quá trình giải quyết cái xung đột đó để hiểu được những tư tưởng sâu sắc mà nhà văn gửi gắm trong tác phẩm, đồng thời cũng đánh giá được tài năng của tác giả Lưu Quang Vũ trong quá trình giải quyết vấn đề. Ở phần 1 của phần B, chúng ta tìm hiểu vị trí và nội dung của đoạn trích. Đoạn trích nằm ở phần cuối, tức là cảnh 7 và đoạn kết, và đó cũng chính là phần thuộc về cái hồi giải quyết xung đột của tác phẩm. Về nội dung,
Đoạn trích diễn tả ý thức của nhân vật Trương Ba về bi kịch không phải là chính mình và cái cuộc đấu tranh quyết liệt của ông để bảo vệ sự thanh cao của tâm hồn. Và xung đột cơ bản của vở kịch cũng như là của đoạn trích này đó chính là xung đột giữa tâm hồn trong sáng, thanh khiết và thân xác dung tục tầm thường. Ở phần Ba La Mã, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích. Như đã nói ở trên, để tìm hiểu về những đặc sắc nội dung nghệ thuật của đoạn trích, chúng ta tập trung tìm hiểu về nhân vật Trương Ba cùng với những xung đột của ông và quá trình giải quyết những xung đột đó qua các màn đối thoại. Đó là màn đối thoại giữa Trương Ba và Sát Hàng Thị, màn đối thoại giữa Trương Ba với những người thân và màn đối thoại giữa Trương Ba với Đế Thích. Và cuối cùng là hình ảnh Trương Ba trong màn kết của tác phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần A nhỏ. Trương Ba trong màn đối thoại với Sát Hàng Thịt. Tình huống nào đã dẫn đến màn đối thoại giữa Trương Ba và Sát Hàng Thịt? Trong quá trình sống trong thân Sát Hàng Thịt, thì Trương Ba đã thay đổi rất nhiều. Và sự thay đổi đó của Trương Ba đã khiến những người ông yêu quý rất đau khổ. Ban đầu là thái độ của những người thân bên cạnh ông, như vợ, con, cháu gái. Ông ngạc nhiên và chưa hiểu gì. Nhưng đến khi người bạn cờ tâm giao và tri kỷ nhất của ông là Trưởng Hoạt cũng tức giận và thất vọng về sự thay đổi đó. Trưởng Hoạt rất ngạc nhiên khi nhận thấy những nước cờ của Trương Ba bây giờ nó không còn khoáng hoạt, nó không còn thanh cao, tao nhã như ngày xưa, mà nó trở nên bần tiện và bỉ ổi. Dường như ông bất chấp tất cả chỉ để thắng một ván cờ. Và Trưởng Hoạt còn buồn hơn khi nhận thấy Trương Ba càng lún sâu vào cái sự buôn bán đầy toan tính và ích kỷ ở cái cửa hàng thịt của mình. Và ông tức giận bỏ ra về. Điều đó như một cú sốc mạnh mẽ đối với Trương Ba và đẩy ông vào sự chán nản, uất ức. Tôi chán cái thân xác mà tôi trú ngụ này lắm rồi. Tôi không muốn sống như thế này mãi. Và ông ao ước rằng giá như ông có thể tách khỏi cái thân xác này một lần để được trò chuyện xem. Và những câu cảm thán rất ngắn gọn, rất dồn dập đã biểu hiện thái độ cương quyết của Trương Ba muốn rời khỏi xác hàng thịt. Và màn đối thoại này đã được nhà văn Lưu Quang Vũ khắc họa hết sức sinh động. Với hồn Trương Ba, ông đã đưa ra những lý lẽ rất là mạnh mẽ để phủ nhận giá trị của thể xác. Đây chỉ là xác thịt âm u, đuôi mù, chỉ là bản năng thấp kém. Ban đầu tiên, Trương Ba ngạc nhiên không thừa nhận xác có tiếng nói. À, mày cũng có tiếng nói kia à? Vô lý, mày không thể có tiếng nói. Mày chỉ là xác thịt âm u, đuôi mù, không ý nghĩ, không tư tưởng, không cảm xúc. Rồi Trương Ba còn nhấn mạnh đến sự vô nghĩa tầm thường của xác. Nếu có đi nữa, thì đó cũng chỉ là những cái thứ tầm thường, hèn kém mà một con thú nào cũng có được, như bản năng, đó là thích ăn ngon, thích rượu thịt. Và đối thoại lại với lý lẽ của Trương Ba, thì xác hàng thịt cũng nêu ra những lý lẽ sắc bén để khẳng định vị thế của thân xác. Đó là giúp tâm hồn cảm nhận đời sống, biểu hiện cảm xúc và thể xác có thể sai khiến lấn át cả tâm hồn. Đầu tiên, xác hàng thịt xác nhận tiếng nói riêng của mình. Xác thịt có tiếng nói đấy, và ông cũng đã nghe thấy tiếng nói của tôi. Rồi tiếng nói của tôi là âm u, là đuôi mù, nhưng có sức mạnh ghê gớm, lắm khi nó còn lấn át cả tâm hồn cao khiết của ông đấy. Ở đây, đó chỉ là một cách nói hình ảnh thôi các em ạ. Cách nói hình ảnh này muốn ám chỉ rằng tiếng nói của xác không phải là cái thứ ngôn ngữ bằng âm thanh, bằng chữ viết mà chúng ta vẫn giao tiếp. Mà đó là sự hiện hình, sự lên tiếng của những nhu cầu, những ham muốn có tính chất bản năng trong thân xác của chúng ta mà chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận thấy nó mỗi ngày. Và Trương Ba cũng vậy, ông đã nghe thấy tiếng nói ấy hàng ngày. Rồi sau đó, xác đã chứng minh cho sức mạnh của mình là có thể biến đổi tâm hồn con người, làm thay đổi cả nhân cách một con người. Trước hết, xác gợi cho hồn bằng Trương Ba nhớ lại những cái khoảnh khắc mà ông ở bên cạnh vợ hàng thịt. Ông đã cảm thấy ra sao? Ông đã rạo rực thế nào? Và xác đã mô tả lại một cách tường tận cái dục vọng xác thịt thấp hèn mà trước đây Trương Ba nào có với người đàn bà khác. Rồi, xác còn gợi nhớ rằng khi đứng trước những cái món ngon như khấu đuôi, cổ hủ, lòng lợn và bao nhiêu thú thú vị khác thì hồn cũng đã lâng lâng cảm xúc đó sao? Những câu hỏi có tính chất tra vấn dồn dập như là chẳng lẽ ông không cảm thấy xao xuyến sao? Khi thỏa mãn tôi, chẳng lẽ ông không tham dự vào chút đỉnh nào ư? Nào, ta hãy thành thật với nhau đi. Những câu hỏi ấy đã tấn công Trương Ba mạnh mẽ. Rồi sau đó, xác hàng thịt mỉa mai chế giễu sự yếu đuối của tâm hồn. Nực cười chưa?
Ông tồn tại là nhờ tôi. Ông chiều theo ý muốn của tôi. Vậy mà ông vẫn nhận mình là trong sạch, nguyên vẹn, thẳng thắn. Và cuối cùng, sắc khẳng định một sự thật phũ phàng. Ông không thể chối bỏ được tôi đâu. Những lý lẽ của xác như tấn công trực diện vào sự tự tin cố hữu của Trương Ba. Một tâm hồn thanh cao vốn chỉ thừa nhận rằng hồn là trong sạch, hồn là duy nhất, hồn là có giá trị. Còn thân xác chỉ là cái chỗ để cho hồn trú ngụ và nó hoàn toàn vô nghĩa, nó không có giá trị. Thì bây giờ, với những lý lẽ ấy, xác hàng thịt đã giúp Trương Ba nhận ra rằng xác hoàn toàn không vô nghĩa, xác có giá trị, có sức mạnh riêng và nó có thể làm thay đổi nhân cách một con người, biến đổi một con người theo ý mình. Và với những lý lẽ như thế, những sự thật như thế, thì xác đã buộc hồn phải thay đổi thái độ. Từ sự tự tin ban đầu, thái độ của hồn Trương Ba trở nên lúng túng, lý lẽ càng yếu ớt, tâm trạng tuyệt vọng. Ban đầu tiên thì hồn Trương Ba còn có thể mắng nhiếc, nói láo, nhưng sau đó thì là sự biện minh yếu ớt. Thân thể của mày, tay chân của mày, hơi thở của mày, nhưng cuối cùng thì đành tuyệt vọng ôm đầu. Mày im đi, ta không muốn nghe nữa. Nhưng xác lại rất xảo quyệt. Vì sao? Vì xác muốn hồn ở lâu trú ngụ trong thân xác ấy để tiếp tục sự sống. Và khi tiếp tục sự sống thì có thể được thỏa mãn những nhu cầu, những ham muốn, những bản năng thấp hèn của mình. Vậy nên, ngay khi nhận ra hồn lúng túng và đuối lý ở vào thế thua cuộc thì ngay lập tức xác thay đổi giọng điệu. Xác hạ giọng, thì thầm, than vãn, rủ rê Trương Ba thỏa hiệp và tiếp tục sống giả dối. Xác buồn rầu than vãn, song khinh thường tôi đến thế. Mỗi bữa tôi ăn 8-9 bát cơm thì có tội tình gì? Lỗi là ở chỗ không có đủ 8-9 bát cơm tôi cho tôi ăn đấy chứ. Và tôi cũng đau đớn lắm. Khi người ta xúc phạm linh hồn thì người ta xúc phạm thể xác. Rồi hắn còn nỉ non kể lễ. Tôi cũng đáng quý trọng lắm chứ. Tôi là cái bình để chứa linh hồn. Nhờ tôi mà ông có thể làm lụng, cuốc xới được. Nhờ những giác quan của tôi mà ông có thể cảm nhận đời sống. Ông gần gũi, ông trò chuyện với những người thân yêu của ông. Rồi xác hạ giọng xuống, rủ rê, hứa hẹn với Trương Ba. Tôi rất biết chiều chuộng linh hồn. Tôi cảm thông cho cái trò chơi tâm hồn của ông. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là khi một mình một bóng, thì ông hoàn toàn có quyền tự nhủ rằng mình có một tâm hồn thanh cao, trong sáng. Và tất cả những lỗi lầm, những ham muốn của mình, ông cứ đổ cho tôi. Ông cứ dùng cái thân xác này làm cái cớ để biện minh, để lấp liếm cho những lỗi lầm mà ông đã phạm phải. Và các em biết điều mà xác muốn nói đến ở đây là gì không? Trò chơi tâm hồn mà xác muốn nói đến ấy chính là cái lối sống giả tạo, lối sống đạo đức giả, điều mà xác đang rất mong muốn hồn cùng thỏa hiệp thực hiện để tiếp tục thỏa mãn những cái nhu cầu, những cái tham vọng thấp hèn của mình. Và cuối cùng thì xác vỗ về an ủi hồn. Chúng ta tuy hai mà là một. Chúng ta đành phải hòa thuận với nhau thôi. Hỡi cái hồn ương bướng của tôi ơi, hãy về với tôi. Như vậy, các em nhận thấy rằng trong màn đối thoại này, nhà văn Lưu Quang Vũ đã rất thành công khi xây dựng xung đột kịch. Xung đột đã diễn ra căng thẳng, ngôn ngữ rất là phong phú và nó thể hiện sống động tính cách của các nhân vật. Người đọc, người xem có thể dễ nhận ra ở đây hình ảnh một hồn Trương Ba rất trong sáng, rất thật thà, rất lương thiện. Còn xác hàng thịt lại là một con người xảo trá, ti tiện và tinh ranh. Và kết quả của màn đối thoại này là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng điểm qua về kết quả, về nguyên nhân và ý nghĩa của màn đối thoại trên. Về kết quả, chúng ta thấy rằng Trương Ba tuy đã nhận ra sức mạnh và sự ti tiện của xác, nhưng vẫn bần thần chấp nhận sống cùng thân xác. Nếu như trước đây ông chỉ lờ mờ sợ hãi về sự chi phối của thân xác đối với mình, thì bây giờ ông bàng hoàng nhận ra sức mạnh của nó. Ông sững sờ khi thấy rằng xác đã thay đổi ông đến như thế nào, đã biến ông từ một con người trong sáng, thanh cao, trở thành một con người ti tiện, cộc cằn và tàn nhẫn ra sao. Rồi nguyên nhân là như thế nào vậy? Là bởi vì Trương Ba tuy đã nhận ra nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh để vượt qua cái lòng ham sống tự nhiên của con người. Như bao người trần tục khác, Trương Ba rất ham sống. Và ở đây là ông vừa từ cõi chết để trở về, được sống thêm một lần nữa, dù là trong thân xác của một người khác,
thì đó vẫn là được sống, và với ông đó là cả một niềm hạnh phúc. Hơn thế, sống với chương 3 là còn để yêu thương, để gắn bó với gia đình, với cuộc đời, với mảnh vườn thân yêu, với tất cả những gì mà ông yêu quý. Vậy, được sống, được gặp gỡ những người thân yêu, được yêu thương là điều mà ông mong muốn. Vậy làm sao ông có thể dễ dàng vượt qua được? Như vậy, nó phải cần đến những cái bước thúc đẩy trong những màn tiếp theo để chương 3 tiếp tục vượt qua và giải quyết xung đột của mình. Ở trong màn kịch này, thì nhà văn cũng đã gửi gắm vào đấy những ý nghĩa triết lý hết sức sâu sắc. Thực chất của xung đột giữa hồn và xác ở đây là xung đột giữa những giá trị cao quý và cái tầm thường giả dối trong mỗi con người, cũng như giữa con người với hoàn cảnh. Hồn chương 3 là hình ảnh ẩn dụ cho cái tâm hồn cao đẹp, trong sáng, thánh thiện, cho phần tốt đẹp và tinh khôi nhất của mỗi con người. Còn xác thì lại là hình ảnh ẩn dụ cho những gì tầm thường nhất, bỉ ổi nhất, bản năng nhất mà mỗi chúng ta cần phải đấu tranh để vượt qua. Và từ đó, tác giả đi đến cảnh báo. Nếu con người không đấu tranh thì tất yếu cái dung tục hèn kém sẽ lấn át, tàn phá những giá trị đẹp đẽ và cao quý. Nhìn lại màn đối thoại của chương 3 với xác hàng thịt, chúng ta đã thấy chương 3 tuy nhận ra sức mạnh của xác nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi được, bởi ông vẫn còn ham sống, vẫn còn yêu thương với gia đình, với cuộc đời, với những người thân yêu. Vậy chúng ta xem trong màn đối thoại tiếp theo, màn đối thoại với những người thân, liệu tình cảm và thái độ của những người thân đã đủ sức để giúp chương 3 vượt qua cõi sức cản, thách thức của chính mình, để giải quyết trọn vẹn cái mâu thuẫn, cái xung đột, để giữ lại được cái vẻ đẹp thanh cao của tâm hồn hay không? Điều đó, cô mời các em tiếp tục theo dõi trong tiết học tiếp theo. Và kết thúc tiết học này, cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.